Liên quan đến nguy cơ vỡ đập tại hai hồ đập thủy điện là Đắc Ca và Đắc Sin 1 của tỉnh Đắk Nông, cho đến ngày hôm nay, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho thấy hai hồ đập thủy điện này đều đã về mức an toàn, không ảnh hưởng tới vùng hạ du. Dù các đập hồ thủy điện đã về mức an toàn, nhưng hiện tại con đường dẫn vào thủy điện Đắc Sin 1 thì vẫn bị vùi lấp và chưa có phương án khắc phục. Thủy điện Đắc Sin 1 tại thôn 7, xã Hưng Bình, huyện Đắk Rấp hiện đang có sự cố sạt lở nghiêm trọng, đến thời điểm này vẫn đang bị cô lập hoàn toàn. Do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ đã khiến nhà máy thủy điện Đắc Sin 1 bị tê liệt. Sạt lở đất đá làm vỡ một đoạn đường ống áp suất của thủy điện, nên đơn vị đã dừng hoạt động nhà máy và khẩn trương tìm biện pháp khắc phục sự cố. Thời điểm hiện tại thì hiện giờ toàn bộ tuyến đường là dài 5 km đường đèo, toàn bộ là hầu như nó sạt lở núi xuống hết, ách tắc và chúng tôi không thể tiếp cận được. Sức người không thể tiếp cận được, do đó chúng tôi hiện giờ chúng tôi đã tập trung coi như giải quyết những cái vấn đề nó dễ hơn. Còn về tình hình lòng hồ thủy điện thì hiện giờ là đang an toàn và đang hạ mực nước xuống 490/495, thì tất cả là đều về thượng lưu và hạ du đều đảm bảo an toàn hết. Trước đó do mưa lớn, lượng nước về nhiều gây vỡ đường ống áp lực. Công ty cổ phần VRG Đắk Nông đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo về việc xả lũ khẩn cấp bằng biện pháp mở cửa xả nước làm chậm gia tăng mực nước hồ để đảm bảo an toàn đập. Trước tình trạng trên, nhà máy thủy điện Đắc Sin 1 đã chủ động dùng máy đóng ngắt tất cả các thiết bị điện và kịp thời đưa toàn bộ các thiết bị điện, toàn bộ các trục vận hành ra khỏi nhà máy, các vị trí nguy hiểm. Còn đối với công trình thủy điện Đắc Ca, xã Hưng Bình và Đắc Ru, huyện Đắk Lấp, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đắk Lấp thì vẫn chưa thể khắc phục được sự cố kẹt van xả đáy. Tuy nhiên, mực nước hồ đã giảm so với ngày hôm qua và đang trong ngưỡng an toàn.